nhé, chúng em đang có mặt tại nhà em Dũng ở Quảng Trạch, Thanh Hóa. Vừa rồi đã lắp đặt xong xuôi cho em bộ dàn karaoke rồi. Và trong căn nhà mới xây xong rất là đẹp. Và cái bộ dàn karaoke cũng là bộ dàn mới để chào đón ngôi nhà mới. Và bên trong thì nhạc đã nổi lên rồi. Mời các bác cùng vào đây nghe thử trải nghiệm từ bộ dàn này của em nhà Dũng nhé. Chào em. Đường đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian ngăn. Để con gánh mẹ đừng cất, giờ tim mẹ vẫn buồn mà gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm sau nhiều ngày đắng cay. Để sau mây anh chính là con hoa. Bộ này của em Dũng sẽ gồm một cặp loa C12, một cặp C12 bass 30 chép kèn, phiên bản màu gỗ rất là đẹp, vẫn hài hòa cùng với cái tủ kệ gỗ và ghế gỗ nhà em Dũng. Dưới đây thì là trung tâm điều khiển là một chiếc đẩy lên vang X22 huyền thoại ấy. Phiên bản này được tích hợp tất cả trong một, và phiên bản này là top 1 bán chạy best seller tại bên Hoàng Long cho em, vì nó nhỏ gọn và tích hợp tất cả trong một. Một bộ mic không dây 321 nữa, tiếng mic dày ấm đúng không? Đây là đồng bộ công lê, nó chỉ có hai này thôi, trung tâm điều khiển chỉ hai này. Bên này một chiếc nữa, và bên này là một chiếc loa siêu trầm 1200. Em hát đi, là to lên nhá. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đông non, cả lòng mẹ đã gánh con biên trời. Ngày xưa mà nhà tất cả ơi, con xin gánh lại những người mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng ca, giờ khi mẹ vẫn buồn mà gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm sau những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thật khó lặn lội sớm mai quay người. Mẹ già đã sống xa đây, lỡ đâu đã xuân tội này gánh sao. Hôm nay được gọi lại em Dũng mời ấm trà rất là tuyệt vời, trà ướp sen hồ tây uống rất thơm, lần đầu tiên được uống cái loại trà này. Đây là mỗi một cái viên này sẽ là một ấm trà này ép chặt trong này đúng không? Và đây em có cái bộ là pha trà rất là độc đáo. Ngon. Hôm nay đi cùng hai anh em được thưởng thức trà ngon nhà em Dũng.
rồi đã lắp xong dàn cao kê C12 cho em Dũng. Ôi dồi ôi, cảm ơn em. Em còn quà đấy nữa, thôi ngại lắm. Cái đồ này em được luôn đấy. Cảm ơn em. Em chua hả? Ừ, tuyệt vời quá. Quan trọng nhất, tình cảm, không có gì bằng tình cảm. Rồi, anh chào to cho. Anh tìm anh chỉ vô vọng, ngược ngỡ đúng cơn mưa chiều giăng giăng. Anh tìm anh dưới trăng, kiếp bóng mơ dài vàng. Yeah.